Tử vi tuổi kỷ mùi nữ mạng trong năm nhâm dần 2022 dự báo là một năm với nhiều khó khăn, vất vả cho phương diện tài chính công việc. Nếu có kế hoạch cho công việc gì thì nên chú ý đề phòng chuyện bất lợi có thể xảy ra. Sức khỏe và xuất hành cũng không được thuận lợi. Xuất hành đi xa nhiều khả năng không được việc, Lưu ý về sức khỏe thì dễ mắc các bệnh tật hoặc bệnh tật thì sẽ lâu khỏi bệnh. Cẩn thận có chuyện tan sự trong gia đạo. Xem tử vi tuổi kỷ mùi trong năm 2022 nữ mạng có thể đón biết được những chuyển biến cho các phương diện cuộc sống của người nữ mạng kỷ mùi sinh năm 1979. Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nữ mạng, trong năm nhâm dần 2022. Kỷ Mùi sinh từ ngày 28 tháng 1 năm 1979 đến ngày 15 tháng 2 năm 1980. Kỷ Mùi năm nay 44 tuổi, mệnh hỏa, cung trấn, cầm tinh, điền nội chi thử, sao hạng, sao thái bạch, hạng thiên la tổng quan. Đặc điểm chung của tuổi kỷ mùi Đa phần những người tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 nữ mạng, bản tính hiền lành, thiên về lối sống nội tâm, sâu đậm và phong phú. Xem vận mệnh tuổi kỷ mùi trong năm 2022 nữ mạng về đường tình duyên. Tuổi này ít gặp phải những trắc trở sự nghiệp công danh cũng không có quá nhiều thay đổi không thăng tiến nhanh chóng nhưng từng bước đều tiến lên vững chắc người tuổi này sẽ có sinh thuận vào mùa xuân mùa hạ sinh vào những mùa này có cuộc sống hôn nhân viên mãn người chồng tạo được gia đình phúc túc giàu sang Tuy nhiên, nếu nghịch sinh sẽ có cuộc đời khó nhọc, phải tới hậu vận mới được hưởng cuộc sống đầy đủ và an nhàn. Khái quát tổng quan Chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành của năm nhâm dần cho thấy, đây là một năm khá vất vả về tài chính tiền bạc, có sự tiêu pha vào hao tán nhiều trong công việc ngoài ra trong năm ngay khi xuất hành đi xa cần lưu ý sức khỏe của bản thân đau ốm thì sẽ lâu khỏi ngoài ra trong năm chú ý có tang sự trong gia đình xem tử vi tuổi kỷ mùi năm 2022 nữ mạng trên các phương diện của cuộc sống 1. luận về phương diện tài lộc Xét về phương diện tài lộc, tiền bạc hoặc tài chính thì năm nhâm dần đối với nữ mạng sinh năm 1979 không thuận lợi. Cơ bản, các khoản chi tiêu cho nhiều công việc do sao chiếu mệnh thái bạch gây ra. Chính bởi để hạn chế những hạn xấu của tuổi kỷ mùi trong năm 2022 nữ mạng, nên xuất tiền mua sắm những vật dụng, đồ dùng cho gia đình thời điểm đầu năm và lưu ý không nên phát triển kinh doanh hay đầu tư làm ăn trong năm. 2. Luận về phương diện sức khỏe Đối với nữ mạng kỷ mùi trong năm nhâm dần không phải là năm tốt lành cho phương diện sức khỏe. Trong năm nay, người nữ sinh năm 1979 cần lưu ý về sức khỏe, đặc biệt nên hạn chế đi lại ở vùng sông nước sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Sử dụng dao kéo cũng cần hết sức cẩn thận, những vật sắc nhọn có thể gây ra những tổn thương. 3. Luận về phương diện công việc Các công việc buôn bán hay làm ăn của người nữ tuổi này trong năm nhâm dần ở mức bình thường trong năm 2022, nữ màng kỷ mùi không có quá nhiều sự thay đổi cũng như không hoãi quá lo ngại vì cũng không ít khả năng xảy ra. Đối với nữ màng tuổi này, đây cũng là một năm không thuận lợi cho các kế hoạch mở mang kinh doanh. Bởi càng có sự mở mang trong năm sẽ càng nhiều bất lợi có thể xảy đến cho công việc. 4. Luận về phương diện tình duyên Trong phương diện tình cảm gia đạo trong năm nhâm dần 2022, đối với nữ mạng sinh năm 1979 cũng không kỳ vọng có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí tử vi tuổi kỷ mùi trong năm 2022 nữ mạng cho biết quý bà còn có thể gặp phải nhiều điều bất lợi mối quan hệ của thành viên trong gia đạo không được thuận hòa như ý muốn. Ngoài ra trong nhà chú ý có chuyện buồn phiền đưa tới hoặc người thân trong gia đình. 5. Luận về phương diện ngoại giao xuất hành Công việc ngoại giao phục vụ cho kinh doanh làm ăn trong năm của nữ mạng kỷ môi bình thường. Tuy nhiên, sức hành đi xa, làm ăn đề phòng bất lợi, khó tránh những chuyện thị phi đưa tới. Xem vận hạn tuổi kỷ mùi trong năm 2022 nữ mạng theo sao hạn. Luận về thiên can địa chi. Thiên can người tuổi kỷ mùi là kỷ hành thổ gặp năm nhâm. 2022 hành thủy là mối quan hệ bình hòa. Công việc làm ăn trong năm đều bình thường, làm ra được tiền bạc nhưng chỉ đủ cho tiêu pha của gia đình. Địa chi Địa chi tuổi môi gặp năm dần là bình hòa. Cho thấy không có nhiều sự thay đổi cho công việc kinh doanh làm ăn trong năm này, tiền bạc không đủ để chi tiêu tứ trụ tứ trụ có thiên thắng địa hao công việc làm ăn cũng như đời sống trong năm được người khác giúp đỡ tuy nhiên do chính bản mệnh không được tốt nên khả năng cao công việc phải bỏ giữa chân tình cảm của gia đình cũng không được như ý muốn luận theo ngũ hành ngũ hành bản mệnh mạng hỏa của tuổi kỷ mùi gặp năm kim khắc xuất trung bình đây là năm người tuổi sinh năm 1979 nữ mạng không kỳ vọng có sự giúp đỡ từ người thân hoặc hỗ trợ của bạn bè. Bản thân phải tự thân vận động. Cẩn thận có thể bị mất trộm. Ngũ hành cung phi năm 2022 là khôn thổ tuổi kỷ môi nữ mạng là chấn mộc khắc xuất trung bình không được sự giúp đỡ của người khác trong năm nay, cơ bản tự thân vận động, đề phòng gặp trộm đạo. Tử vi tuổi kỷ mùi năm 2022 nữ mạng theo sao hạng, sao thái bạch tức kim tinh. Thái bạch sao ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ, tứ tung thở dài. Tháng 5 là tháng ách tai, gia đình xảo trộn trong ngoài bất an. Giải nghĩa Sao chiếu mệnh Thái Bạch cần chú ý về công việc kinh doanh có thể bị phá hoại hoặc tiền bạc bị hao tán, thậm chí dẫn tới trắng tay. Ngoài ra chú ý về quan sự, cẩn thận trong năm các tháng xấu nhất là tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Luận về vận hàng, theo năm 2022 của nữ mạng kỷ môi. Hạng Thiên La 6 Thiên la hạng ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Thiên la hạng phải lao đao, dẫu khỏi tật bệnh, họa trao phải phong. Xem tử vi tuổi kỷ mùi nữ mạng trong năm 2022 cho biết những vấn đề liên quan tới sức khỏe cần chú ý. Ốm đau thường sẽ lâu khỏi bệnh. Gặp hạn thiên la cần chú ý bệnh tật trong năm này có thể do quỷ ma quấy phá và ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản thân. Luận về hạn theo tuổi. Theo tử vi năm 2022 kỷ 10 nữ mạng người tuổi sinh năm 1979 gặp hạn tuổi kim lâu. Nếu tiến hành làm nhà thì không chỉ công việc làm ăn hay tình cảm vợ chồng cũng như các thành viên trong gia đình không được thuận lợi. Chú ý nếu làm nhà liên quan tới việc xây dựng thì công việc nhiều khó khăn xuất hiện. Nếu mua xe cộ thì cần đề phòng tai nạn vận niên tuổi kỷ mùi trong năm 2022 nữ mạng. Vận niên hầu thực quả tức khỉ ăn trái tốt. Vận niên này báo hiệu về một năm thuận lợi về môi trường nên các công việc làm ăn trong năm thuận lợi và đạt được kết quả đúng với những gì công sức đã bỏ ra. Lá số tử vi tuổi kỷ mùi nữ mạng trong năm nhâm dần 2022 tại cung tiểu vận có các sao lộc tồn bác sĩ phúc đức kiếp sát lưu hà lâm quan bộ sau này chú ý về phương diện sức khỏe dùng dao kéo cũng nên chú ý di chuyển sông nước có thể gặp hạn tại cung sung chiếu có các sao thiếu âm thiên việt cô thần phi liêm tuần tuyệt bộ sau này đây là một năm có sự hỗ trợ của quý nhân về công việc và cả phương diện tiền bạc, nhưng đi lại xe cộ không được tốt, tinh thần cũng cần chú ý. Tại cung nhị hợp có các sao, văn tinh, thái tuế, đại hao, triệt, tràng sinh. Bộ sao này có ý nghĩa công việc gia đạo trong năm khá tốt, được quý nhân giúp đỡ nếu gặp khó khăn tuy nhiên về gia đình sức khỏe của người già lại không được tốt. Tại cung nhị hợp có các sao, thiên khôi, thiếu dương, đào hoa, thiên không, tướng quân, dưỡng, triệt, quốc ấn, nguyệt đức, thiên hỷ, tử phù, tử. Bộ sao này chủ về trong năm công việc làm ăn được quý nhân giúp đỡ. Không nên thực hiện kế hoạch thay đổi công việc hay phát triển đầu tư tiền bạc trong làm ăn. Kết luận Đối với nữ mạng tuổi kỷ mùi trong năm 2022, công việc làm ăn bình thường, hao tán nhiều tiền bạc cho việc mua sắm các đồ dùng trong gia đình hoặc là chi tiêu tiền bạc cho đầu tư kinh doanh. Về sức khỏe thì trong năm chú ý lâu khỏi nếu bị bệnh tật, ngoài ra cẩn thận có chuyện phiền lòng. Xem tử vi tuổi kỷ mùi nữ mạng trong năm 2022 qua các tháng. Vào mùa xuân, tháng 1 âm lịch. Ở tháng đầu tiên của năm mới, những chuyện tình cảm gia đạo của người nữ mạng kỷ mùi nên chú ý vì không được tốt, có thể xảy ra những chuyện không được như ý muốn. Tháng 2 âm lịch, Tháng này công việc làm ăn của nữ mạng kỷ mùi cần phải đề phòng bất lợi liên quan đến giấy tờ, bởi vậy nên hết sức cẩn thận về giấy tờ pháp lý trong tháng. Tháng 3 âm lịch có tin mừng về công việc làm ăn hoặc có tin vui liên quan tới công việc trong gia đình có thể đưa tới cho người nữ mạng tuổi này. Vào mùa hạ tháng 4 có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở có thể diễn ra trong tháng này hoặc cũng có thể trong tháng người nữ mạng kỷ mùi thay đổi công việc kinh doanh làm ăn. Tháng 5 đây là tháng công việc làm ăn kinh doanh của nữ mạng kỷ mùi bình thường, tuy nhiên cần chú ý ra ngoài có thể gặp người khác cản trợ, tìm cách phá hoại. Tháng 6 trong tháng khí huyết lưu thông kém có thể khiến cho nữ mạng kỹ môi sức khỏe bị ảnh hưởng, bên cạnh đó ốm đau bị điều trị sẽ lâu dài và thời gian khỏi bệnh tương đối lâu. Vào mùa thu, tháng 7 âm lịch Tiền bạc là phương diện tương đối tốt trong tháng này. Tuy nhiên, việc ra ngoài đi di chuyển lại xe cộ không được tốt, bởi vậy nên hạn chế hoặc khi đi lại cần cẩn thận. Tháng 8 âm lịch, dự đoán trong tháng 8 âm lịch công việc làm ăn không được thuận lợi, thậm chí nảy sinh nhiều chuyện khó khăn bất lợi ảnh hưởng tới kế hoạch của cả tháng. Tháng 9 âm lịch mọi việc tiến hành trong tháng 9 này bình thường và có sự duy trì ổn định. Tuy nhiên tình cảm của gia đình cần chú ý vì có nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Vào mùa đông tháng 10, đây là tháng người nữ mạng kỹ mùi chi tiêu nhiều tiền bạc cho công việc. Đó là công việc làm ăn cũng có thể là công việc sinh hoạt gia đạo, chú ý về lời ăn tiếng nói trong tháng này. Tháng 11 có sự giúp đỡ của quý nhân, vì thế mọi việc khó khăn đều không có gì đáng lo ngại, vì sớm tìm được hướng giải quyết và có sự giúp đỡ đỡ kịp thời. Tháng 12. Chuyện buồn khó tránh trong tháng cuối năm 2022. Bên cạnh đó, nữ mạng kỷ mùi chú ý về thành viên trong nhà đau ốm thì thời gian điều trị sẽ lâu ngày kết luận Đối với nữ mạng kỷ mùi cần chú ý các tháng tốt nhất trong năm là tháng 3 và tháng 11 âm lịch Bên đó cần đề phòng các tháng không tốt để tiến hành các công việc quan trọng như tháng 1 và tháng 12 âm lịch Xem tử vi tuổi kỷ mùi nữ mạng theo tháng sinh vào mùa xuân tháng 1 sinh vào tháng 1 người tuổi kỷ mùi nữ mạng trong năm 2022 cần chú ý phương diện tiền bạc vì chủ về hao tán nhiều mối quan hệ gia đạo cũng không được thuận lợi tháng 2 vận hạn tuổi kỷ mùi trong năm 2022 nữ mạng nếu sinh vào tháng này thì người tuổi này được mùa sinh trong khi đó Năm nhâm dần là ngũ hành kim nên tương khắc cho bản mệnh. Tiền bạc cần chú ý không giữ được, tình cảm của gia đạo cũng không được tốt đẹp như ý, sức khỏe cẩn thận về giao kéo. Tháng 3 Cần chú ý trong năm, công việc cũng như tiền bạc không được thuận lợi như ý, chi tiêu nhiều khoản và nên chú ý sức khỏe. Vào mùa hạ tháng 4 tháng này nên tiến hành đầu tư kinh doanh đối với nữ mạng sanh vào tháng này. Tuy nhiên, địa vị hay công việc không thuận, đề phòng sức khỏe không tốt. Tháng 5, đây là tháng sinh của nữ mạng kỷ mùi dự đoán trong năm 2022 sẽ có nhiều cơ hội đầu tư phát triển kinh doanh. Đường công danh không đạt được như kết quả đã kỳ vọng. Ngoài ra, lưu ý về sức khỏe dễ bị đau ốm. Tháng 6 Sinh vào tháng này, người nữ mạng kỷ mùi đón năm 2022 với nhiều thuận lợi cho sự nghiệp, có thể thực hiện được các dự định về đầu tư kinh doanh vào mùa thu tháng 7. Nếu sinh vào tháng 7 âm lịch, cần chú ý có thể có người già trong nhà sức khỏe sẽ chuyển biến theo chiều hướng không tốt. Tháng 8 Sinh vào tháng 8 Tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 khó khăn về tiền bạc, có thể cần phải vay mượn của các thành viên trong nhà để lo cho công việc của bản thân hoặc của gia đình chú ý về người già dễ đau ốm và có chuyện tan sự xảy ra. Tháng 9 Đây là tháng sinh dự báo trong năm 2022 có thể đối diện với những khó khăn về tiền bạc hoặc công việc làm ăn của gia đình nhiều điều bất lợi. Vào mùa đông tháng 10 Tháng sinh này, người tuổi kỷ mùi có năm nhâm dần chủ về bất lợi, bên cạnh đó còn có thể gặp chuyện thị phi đưa tới. Tháng 11 Chủ về, tiền bạc, công việc thay đổi, xuất hành đi xa các quan hệ chú ý thị phi hoặc không được như kỳ vọng, gia đình vợ chồng bất hòa. Tháng 12 Sinh vào tháng cuối cùng của năm 1979, có nhiều thay đổi trong năm 2022 về công việc, mối quan hệ làm ăn trong năm, xác lập gặp nhiều khó khăn. Tổng kết Theo những luận giải ở trên thì đối với nữ mạng kỷ môi trong năm 2022, cần hạn chế bớt những khó khăn để gặp phải trong năm nhâm dần nên áp dụng những việc tiêu giảm những sát khí do sao chiếu mệnh thái bạch gây ra. Ngoài ra, quý cô nữ mạng kỹ môi cần kết hợp với những người hợp tuổi để làm ăn trong năm không gặp những bất lợi mà sẽ dễ đạt được thành công, đó là hai tuổi sinh năm 1975 và tuổi sinh năm 1990 và đồng hành với màu hợp mệnh là màu xanh, màu đỏ, tránh dùng màu trắng và màu vàng.